Em mến chào quý anh em bà con cô bác nha. Sáng hôm nay em có chút thời gian sớm thì quay cho bà con cô bác coi một số mẫu truyền dịch bên em để cho bà con cô bác coi mình tham khảo ha. Cần sử dụng loại nào thì alo liên hệ em. Thì bên em thì dòng bên này chuyên dòng của HB nha bà con. Bên em thì bao yên như bà con cô bác nha, bao dung. Chuyện tốc độ giọt hay không thì cũng tùy theo loại máy và tùy theo loại vỏ lượng nha bà con, chứ không phải là dịch những dịch tốc độ chạy bàn thờ nha, tùy theo loại máy. Dịch AB hai cánh cái này là những dịch mấy để khi Kubota 1005 với 1105 nha bà con. Nói chung ba máy là lòng 76 và 78 á. Còn em này thì chạy Yanma 3T 78. Bao yên cho con nha. Còn con này là Yanma 3T 84 để turbo. Nếu không turbo mình xả cánh nhẹ một chút. Bao yên cho con có bác nha. Còn em này thì chạy 3T 6 18 sắc nhỏ, sắc nhỏ sắc lớn. Nói chung là lý do sắc nhỏ lớn chung á là tùy theo, ví dụ như ở vùng Nam Cang em thì thường thường là máy cục ga nên chạy xe 3T 68 sắc nhỏ đến 63 66 68 sắc nhỏ được. Còn vùng trên thì không cục ga thì công suất nó chưa phát huy tối đa của nó nên chạy này là cũng được chứ không phải là không nha. Này thì 3T 82 với 3T 78 là turbo, 82 không turbo. Con này thì chạy 1505 gang 20. Bên em thì chuyên dàn cầu máy chứ không chuyên dịch nha bà con. Vậy nói chung cũng bán giùm mấy anh thợ thôi. Chứ lấy về chủ yếu là như bà con nào đặt dàn cầu nó cũng có giá trị nên chích ra mới để tặng bà con cô bác thôi, chứ em đi cũng không có chuyên bán. Bà con cần xài thì em sẽ bán cho dùm ông thợ. Rồi bà con nào cần xài alo liên hệ em, bên em thì báo cũng như bà con cô bác. Một số quý anh em bà con cô bác không biết nghĩ sao mà báo bên em thì nói chung bây giờ em sẽ trả lời cho bà con cô bác coi ha. Một số câu hỏi của bà con cô bác hỏi làm sao mà cái chiến dịch bên em giá nó cao. Một số bà con nói mấy chiến dịch của 3T 84 đời turbo mà nó có 700.000 mà mua ở mấy chỗ khác rồi có 700.000. Thì xin thưa bà con cô bác em, chiến dịch đó tùy theo loại nha bà con, tùy theo loại dày mỏng chứ chạy nó đạt hay là không đó nha. Bây giờ chỉ tùy theo chất liệu đó, chất liệu là 316 hay là 304 hay là 201, cái đó là bà con mình xem xét kỹ chứ khi mà nó mới có cái giá của mình ha. Giá bên em thì một
khái chiến dịch này thì em bán giùm Minh Thợ bản là 1.7 nè. 3T84 đời turbo. Bản rất là lớn, cùi rất là dày, cùi này chắc khoảng 1 tấc á bà con. Bản này lớn đi lắm nha. Thấy lớn dữ lắm. Còn loại này thì chạy 3T72 với 74. Bên em bán cái 1 triệu. Rồi bán em bán cho bên ông Thợ nha. Tại vì mình ăn nói chung có qua có lại. Bên bản bán hộ bên đây bán hộ dùng bản. Gì thôi. Tùy theo chất lượng với chất liệu nữa nha bà con. Rồi, bà con đã cần xài alo em nha. Rồi xin dòng cơm rồi bà con. Nói chung anh em là không chuyên dịch, chỉ chuyên dàn cầu, các mẫu dàn cầu với máy thôi nha bà con. Rồi xin cảm ơn.